Chào các bạn, hôm nay cùng Tuyết Cập Cập làm món xôi xoài nha. Đảm bảo làm theo cách này thì xôi sẽ mềm, thơm, dẻo béo, không bị sượng cứng và không quá ngọt, ăn rất là ngon, không bị ngán luôn. Đây là thùng xoài cắt Hòa Lộc á, anh mình gửi từ Đồng Nai lên. Suy nghĩ mãi không biết làm món gì thì vô tình thấy một clip làm xôi xoài thì Tuyết bắt đầu làm đây nha. Thì mình có 300g gạo nếp, 2 trái xoài, đường, muối, nước cốt dừa và lá dứa. Gạo nếp thì mình ngâm qua đêm khoảng tầm 8 tiếng rồi mình để ráo, hấp trên bếp tầm 30 phút. Mình trải đều ra và mình khoanh một số cái lỗ ở trên cái sẵn á để cho xôi nó được đều hơn. Khoảng tầm 20 phút á, mình xới lên lại một lần để cho đều hết cả mặt trên với mặt dưới. Rồi mình hấp tiếp 10 phút còn lại nha cả nhà. Sau khi hấp xong 30 phút á, thì xôi của mình nó đã mềm dẻo ngon rồi nè. Cái phần nước cốt dừa thì mình nấu 80g đường, 200ml nước cốt dừa và 1/4 muỗng cà phê muối để cho dằn lại. Mình nấu vừa đủ để cho tan đường và khoảng xôi tầm 90 độ là mình tắt bếp liền, đừng để xôi bùng quá, bởi vì nước cốt dừa mà khi mình nấu xôi bùng quá nó sẽ bị tắc nước á. Mình để nước cốt dừa nóng dậy rồi mình bỏ luôn hết cái phần xôi mình hấp vào. Và cái khâu này là cực kỳ quan trọng nha. Tại vì xôi khô khi mình hấp xong á thì nó rất là dễ bị lại gạo á. Thì mình cần với ủ với lại nước cốt dừa nóng như vậy, nó sẽ giúp cho xôi của mình á mềm, thơm và rút hết được cái phần nước cốt bên trong, rất là béo luôn. Mình dầm sơ sơ để cho xôi nó ngấm đều nước cốt dừa. Mình lưu ý chỗ này nha, sẽ ủ 2 lần. Lần thứ nhất á, là mình đậy nắp lại, ủ trong vòng 10 phút. Sau khi 10 phút á thì mình lấy ra mình xới lên một lần. Khúc này thì xôi nó cũng còn hơi nhão nhão á, nó chưa có rút hết được cục dừa vô trong. Mình đậy nắp lại và tiếp tục ủ thêm 40 phút nữa. Đậu xanh á, mình ngâm trong nước lạnh khoảng tầm 3 đến 4 tiếng á, cho nở hoàn toàn, sau đó mình sẽ để ráo và rang vàng lên. Nếu mình không thích sử dụng đậu xanh á, thì mình cũng có thể sử dụng đậu phộng. Nhưng mà đúng cái kiểu xôi xoài của Thái thì người ta ăn với đậu xanh. Bây giờ là mình làm phần nước cốt dừa mà để chan lên xôi xoài. Thì mình cũng có 200ml nước cốt dừa. Đường. Một muỗng bột năng. Bột năng mình pha với lại nước á, cho nó tan ra rồi mình mới bỏ vào nước cốt dừa. Nước cốt dừa chan này mình cũng nấu trên lửa nhỏ luôn, cũng đừng nấu để cho nó bị bùng sôi bùng quá. Thì khúc mà gần sôi thì mình sẽ bỏ một ít lá dứa vào để cho nó thơm hơn. Đó, hơi sôi lăn tăn vậy là mình tắt bếp liền nha.
Lưu ý là xoài để mình ăn với xôi xoài thì mình lựa xoài thiệt là ngọt. Và đặc biệt đó là ưu tiên xoài cát Hòa Lộc á. Nó không có hậu vị chua và ăn ngọt và rất là hợp luôn. Xoài chua là ăn không được nha. Đây là cái phần xôi sau khi mà mình ủ sau 40 phút á. Cả nhà có thể thấy là hạt xôi rất là khô, ráo và nó đã hút hết nước cốt dừa. Khi mà Tuyết ăn thử á, rất là bất ngờ luôn. Nó mềm và không còn một tí sườn nào hết. Béo và thơm, rất ngon luôn á. Giờ mình cũng có thể lấy mình bỏ trực tiếp lên dĩa hoặc là mình tạo hình. Đây Tuyết tạo hình bằng cái chén cho nó gọn gàng hơn. Xoài thì mình xếp lên trang trí tùy ý. Mình chan nước cốt dừa lên trên bề mặt của xôi. Rắc cái phần đậu xanh ở trên bề mặt. Trang trí thêm một xíu. Rau này gọi là rau húng lủi, nó sẽ thơm và đẹp hơn. Và đây là thành quả, màu sắc thì rất là đẹp, khi mà ăn á thì mềm thơm dẻo béo không sượng cứng, rất là ngon luôn á cả nhà. Món này thì tôi cũng có đi ăn ngoài quán rồi, nhưng mà nó hay cái bị ngọt á, nên cái công thức này á, tức đã giảm bớt ngọt rồi và ăn không hề bị ngán tí nào hết. Nhân dịp mà mùa xoài này á, khuyến khích cả nhà hãy làm thử món này nha, thơm ngon bất ngờ luôn á. Chúc cả nhà làm thành công.